Nhũ cô bất đãi, luôn cho mẹ chồng bú sữa. Always breastfeeding her mother-in-law. Đường thị dâu hiền mẹ ngợi ca, di thư khấn nguyện cháu dâu nhà, noi theo gương hiếu lưu truyền mãi, sữa trẻ nuôi già trắng thịt da, tuổi hạc tăng cao công thục đức, lâm chung còn nhớ chẳng phôi pha, phước nhà có được con sâu thảo, hưng thịnh gia phong lắm đậm đà. Con xin thỉnh an mẹ. Nam Nhi xin thỉnh an nội. Con thấy mẹ dạo này ốm hơn nhiều, chẳng hay thân thể mẹ có sao không ạ? Ta không có bệnh gì đâu, chỉ là ta cũng đã già, răng đều rụng hết, nên khi ăn cơm có đôi phần khó khăn. Lão già, tinh thần của mẹ hình như không được tốt lắm. Mẹ ta luôn luôn khỏe mạnh, sao tinh thần lại không tốt chứ? Mẹ tuổi đã lớn, răng cũng rụng hết, vì thế khi ăn cơm rất vất vả. Vậy làm sao mà được? Mẹ ơi, răng của nội sao rụng hết vậy? Vì nội con tuổi đã cao nên răng không còn nữa. Răng rụng à? Thế là không thể ăn đồ rồi. Đúng vậy, cho nên nội mới không được vui trong lòng. Vậy làm sao mà được? À đúng rồi, lúc con mới sinh cũng đâu có răng. Con chỉ uống sữa của mẹ thôi. Nếu nội cũng uống sữa của mẹ thì được rồi. Nam Nhi, không được nói bậy. Lão già, Nam Nhi nói cũng không phải không có lý. Hiện tại mẹ không còn răng nữa nên ăn uống rất cực khổ. Đúng lúc em cũng có sữa, sao không để em phụng dưỡng mẹ chứ? Phu nhân, vậy làm sao được? Lão già à, chim sẻ non còn biết báo ân và trở về mớm mồi cho chim mẹ già. Chúng ta nào có thể mở to đôi mắt mà nhìn mẹ phải chịu đói chứ? Phu nhân có lòng hiếu hạnh như thế, xin hãy nhận tướng công đây một lạy. Lão già không cần quá đa lễ, đây là bổn phận làm dâu của em. Việc chúng ta hiếu kính mẹ là điều thiên kinh địa nghĩa mà. Thưa mẹ, tới giờ ăn rồi ạ. Con dâu, đây là gì vậy con? Thưa mẹ, đây là sữa của con. À, không được, không được đâu con dâu à. Thưa mẹ, xin tha lỗi cho con bất hiếu. Mẹ răng không còn nữa, ăn uống lại khó khăn, mỗi ngày đều phải chịu đói. Con nhìn thấy mà thật đau lòng. Lúc xưa mẹ một tay chăm bể lo lắng cho chúng con. Hiện tại mẹ tuổi đã quá hạc, cũng để chúng con hiếu kính lại. Xin mẹ đừng từ chối. Con dâu ngoan, con hãy lại đây, con thật là có hiếu. Mẹ chắc cũng tu nhiều kiếp lắm, giờ mới có được phước báo này. Một năm sau, ta rất vui, có được một đứa cháu ngoan, lại được một nàng dâu hết mực hiếu thảo. Ta khấn nguyện trời cao cho con cháu dâu nhà họ thôi, mai sau ai ai cũng đều hiếu thảo như đường thị vậy. Dạ, nội yên tâm, Nam Nhi nhớ rồi. Nhiều năm về sau, con xin thỉnh an mẹ, sức khỏe của mẹ gần đây có tốt không ạ?
Tốt, tốt. Nam Nhi, mẹ có một đứa con ngoan như thế, thân tâm mẹ dĩ nhiên là được kiện khang rồi. Con nhớ lại năm xưa, mẹ từng đối với nội một mực tận hiếu, làm cho Tô Nhi đến giờ vẫn khắc ghi trong lòng. Tô Nhi cũng nhất định hiếu thảo với mẹ. Như vậy con cháu đời sau, ai ai cũng đều có hiếu cả. Nếu tự mình biết hiếu kính cha mẹ thì sẽ làm mô phạm cho các con cháu đời sau. Mỗi người ví như một tấm gương sống. Nếu biết hiếu trên nhường dưới thuận hòa thì hậu nhân tự nhiên sẽ lấy đó làm gương. Và trong tương lai không một ai là chẳng biết hiếu để cả. Vào đời Đường, nhà họ Thôi có con dâu tên là Đường Thị, ở với mẹ chồng rất hiếu thảo. Người mẹ vì tuổi đã cao nên rụng hết răng, và ngay cả cơm rất mềm cũng không nhai được. Đường phu nhân hàng ngày chải tóc, tắm rửa sạch sẽ và còn cho mẹ chồng bú sữa của mình. Nhờ đó, mẹ chồng không ăn gì mà vẫn no. Để cảm ơn nàng dâu biết hiếu đễ, lúc sắp chết, bà gọi tất cả con cháu lại và nói: "Bao nhiêu năm tháng qua, ta đã được săn sóc tận tình bởi đứa dâu này. Ta không biết lấy gì để đền đáp tấm lòng hiếu thảo ấy. Ta khấn nguyện trời cao cho con cháu dâu nhà họ Thôi ngày sau ai ai cũng đều hiếu thảo như Đường Thị vậy." Quả nhiên về sau, tất cả các con cháu dâu của nhà họ Thôi đều bắt chước lẫn nhau, và ai nấy cũng đều hiếu thuận. Hiếu kính Thôi gia phụ, nhũ cô thần quán sơ, thử ân vô sĩ báo, nguyện đắc tử tôn như. Hiếu kính dâu họ Thôi, sớm hôm hầu mẹ bú, ân này không gì báo, nguyện con cháu như dâu.